Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng trong khu vực đường đi bộ tập thể dục nơi đây, nhưng hôm nay ở bên ngoài kia thì đã bị rào cản, người ta chặn lại để thay đổi một cái khu vực ở công viên nó đẹp đẽ chút và không cho người đi qua lại. Du Danh phải đi dòng đường khác để đến ở đây chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Đó là giới thiệu qua khung cảnh và hiện tại mà Du Danh đang đứng chia sẻ. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra với tình hình đang căng thẳng, đặc biệt nhất là ở tại Chasuria cũng như ở khu vực Andriyanka và mặt trận Bakhmut thuộc miền đông Ukraine là đang căng thẳng ở mức đáng sợ chưa từng có. Nói đến việc Nga tấn công tên lửa vào lãnh thổ đất nước Ukraine cũng như vào ngày hôm qua và những chi tiết khác, thì các bạn biết trong ngày hôm qua Nga đã tấn công phá hủy một nhà máy điện của Ukraine, hầu như thiệt hại nặng nề đến 70-80% và làm cho hơn 200.000 người đã mất điện, cho đến bây giờ vẫn không thể giải quyết được. Nhưng Nga không từ bỏ nơi đây và tiếp tục những cuộc tấn công vào thành trì cũng như tuyến phòng thủ của Ukraine thuộc ở miền đông, ở tại Chasuvia cũng như khu vực Arinka, Marinka và Marienka, Bakhmut, tất cả những khu vực miền đông thuộc Donetsk này. Thì Nga dùng dập tấn công phải nói là tiền bom mà hậu pháo, kính thưa bạn. Bắt đầu Nga tấn công vào ngày hôm qua, theo tham mưu trưởng Ukraine, ông cho biết, nói ở tại mặt trận Chasuvia có thể hàng trăm quả bom lượng của Nga, loại bom ngu cũng đỡ chút, dù rằng nó phóng nhưng nó không chính xác mục tiêu và trúng đâu trúng, thậm chí có những trái nó đi xa lịch ở bên ngoài hoặc những trái nó rớt ở phía trước gần là dưới quân của địch của Nga, kính thưa bạn. Vì vậy là Nga tấn công dồn dập, sau khi đó là pháo và rocket tiếp tục dập vào ở tiền tuyến, nhưng lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó, tức là được phá hủy. Hiện tại như Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn là chiến thuật của Ukraine đang thay đổi mỗi lúc mỗi nhiều, cũng như kinh nghiệm qua giữa tình hình chiến sự mà Ukraine đang càng kiệt vũ khí, phải lấy ít thắng đông. Vì vậy là chiến thuật này Nga không đạt thành công, vì Nga trả đũa lại lực lượng quân đội Ukraine qua những đợt tập kích vào sâu ở bên trong lãnh thổ của đất nước Nga, chẳng hạn như chiếc tàu ở tại thành phố của Kaliningrad hay ở đảo Crimea và nhiều khu vực khác. Vì vậy Nga trả đũa khốc liệt vào Ukraine, vào những tiền tuyến ở tại miền đông và lẫn cả miền nam Ukraine. Theo tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho biết, nói tình hình hiện tại chúng tôi vẫn còn bảo vệ chắc chắn, đặc biệt nhất là tuyến huyết mạch của Chasuvia. Hiện nay quân đội của Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở tại Chasuvia, Nga thiệt hại nặng nề trong 24 giờ qua, theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông đã cho biết về tình hình hiện tại ở miền đông. Riêng về tình hình miền nam, đặc biệt nhất là tỉnh Kherson cũng như bên kia đầu cầu, Nga bây giờ tiếp tục tấn công giành lại vị trí cũ mà Nga đã rời đi trong những ngày trước. Vì vậy tình hình ở con sông ngạn Dnipro giữa lực lượng quân đội Ukraine ở bên kia sông và bên đây sông phải nói quyết tử trong 24 giờ. Mà theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông đã công bố, thì tình hình hiện tại cũng chưa có một chi tiết nào về sự thiệt hại của Nga ở trận chiến này như sau. Nhưng Nga đã tấn công tên lửa dồn dập vào Ukraine ở trong mấy ngày qua, kính thưa bạn. Thì phải nói là cái ngày cuối cùng vào ngày 11 là lên tới là hơn 80 tên lửa của Nga và lẫn cả
Máy bay không người lái mà Ukraine đã bắn hạ. Như vậy là cái đạt cái phần trăm lần này, kính thưa bạn, là Ukraine đạt ít nhất so với những lần trước, không đạt được 80-90% mà được khoảng 70-60%. Vì vậy sự thiệt hại nặng nề của Ukraine rất nhiều về hạ tầng cơ sở và lẫn cả sinh mạng của người dân Ukraine. Thì hôm nay Tổng thống Zelensky, ông đã đến ở Litva, ba quốc gia ở vùng Baltic, ông ký kết quốc phòng cũng như những chuyện mà đáng mừng cho Ukraine ngày hôm nay, đặc biệt nhất là Anh Quốc. Anh Quốc đầu tiên đã mở màn là ký kết hợp tác quốc phòng là giới Ukraine, là đặt cơ sở ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine để Ukraine sản xuất vũ khí, đặc biệt nhất là với chia sẻ công nghệ, mà giữa công nghệ Anh Quốc chẳng hạn như hỏa tiễn tâm sơ đợt hay những loại hỏa tiễn khác, và luôn cả những thiết bị đạn pháo yên dân nhiều mặt mà Ukraine hiện đang cần thiết cho một cuộc chiến tranh kéo dài. Tình hình hiện nay thì Anh Quốc là bước đầu tiên đã sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng những nhà máy lâm ở dưới mặt đất và sản xuất về hỏa tiễn và lẫn cả đạn pháo. Đó là một trong tin mừng cho Ukraine. Thì còn lại tức là Pháp và Thụy Điển cũng như Đức, ba quốc gia này có phối hợp hay không? Hiện nay như các bạn đã thấy là Tổng thống Macron, ông đã đặt viên gạch đầu tiên ở tại nước Pháp để xây dựng nhà máy sản xuất đạn pháo và nhiều loại vũ khí khác. Vì vậy đây là một bước thành công của Ukraine cho một cuộc chiến lâu dài Nga không thể trụ được, giữa lúc tình hình hiện tại giữa 32 quốc gia đang dồn dập hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để cầm cửa kéo dài mà vũ khí sẽ đến cho Ukraine trong những ngày sắp tới. Thì Tổng thống Zelensky ông phát biểu ở tại Litva cũng như nhiều quốc gia trong cuộc họp này là có mặt ở nơi đây, ông nói chúng tôi sẽ phản công vào mùa hè năm nay và đợt phản công này hãy cho phép chúng tôi sử dụng tất cả các vũ khí mà phương Tây hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi nhấn chìm, có thể chúng tôi giải quyết thẳng ở trong đất nước Nga. Ây cha, nhiều tình tiết hiện tại với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky thì nhiều quốc gia rất hoan nghênh và ủng hộ với lời phát biểu của ông cũng như đợt phản công sắp tới vào mùa hè năm nay, khi mà Ukraine đã có được vũ khí từ NATO đã viện trợ và có thể cũng có cả Hoa Kỳ. Với gói 138 triệu đô la về hệ thống lá chắn nâng cấp cho Hawat và luôn cả NASAM thì cho rằng ở tương lai sắp tới Ukraine sẽ có đạt được thành công. Hiện nay ở tại châu Âu đang vận động qua lời kêu gọi của ông về vấn đề hệ thống lá chắn, và tình hình hiện tại nói đến việc mà Ukraine ngày hôm nay theo các báo chí bình luận ở tại châu Âu nhận định cho rằng là Ukraine không thể nào thất bại và Ukraine cũng không thể thua Nga với tinh thần của NATO và Liên minh châu Âu đã hỗ trợ cho Ukraine. Nếu như không có Hoa Kỳ thì họ vẫn làm được chuyện đó và tương lai của Ukraine sẽ được thành công nhiều hơn theo các báo chí bình luận. Vì hiện nay là tất cả các quốc gia, có thể nói Đức, Pháp, Anh Quốc và Thụy Điển cũng như luôn cả Romania, Hungary và tất cả các quốc gia này đang ùng để sản xuất vũ khí. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ba Lan, ông cho biết ông sẽ hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine, là một trong loại hệ thống phòng không cũ trước kia thời kỳ của Nga. Thì không biết ông Ba Lan ông còn cất giữ bao nhiêu cái hệ thống phòng không này, cái hệ thống phòng không này là loại nào, F-300 hay là tên lửa bốn ngón tay, chuyện này chưa biết. Nhưng bây giờ là Ba Lan đã công bố là sẽ hỗ trợ cho Ukraine. Vì vậy mặt tình hình chiến sự ở tại Ukraine, tương lai sắp tới Ukraine không thể thiếu đạn pháo và không phải cần lo lắng theo các báo chí chia sẻ về tình hình ở tại đất nước Ukraine trong 24 giờ mà Tổng thống Zelensky ông đã đạt được thành công. Cũng như ở tại Quốc hội Ukraine hiện tại đã phê duyệt là cho lệnh thi hành nghĩa vụ quân dịch, kính thưa bạn, thì hôm nay đã ký kết nhưng
tương lai của nó vẫn còn đang khó khăn trước mắt về vấn đề mặt tài chính. Hiện tại mà tài chính Ukraine không có để hỗ trợ cho lực lượng quân đội tân binh mới này từ mặt đạn dược, vũ khí cũng như luôn cả thiết bị cá nhân, chẳng hạn quần áo, giày dép và luôn cả áo giáp, nón sắt, vân vân. Nhiều thiết bị thì Tổng thống Zelensky ông kêu gọi từ Anh Quốc và Pháp, nhiều quốc gia khác hỗ trợ về mặt này. Thì hiện nay các quốc gia đã đồng ý về huấn luyện quân sự cho tân binh, đặc biệt nhất là ở tại châu Âu. Từ Anh Quốc, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác sẽ đồng loạt huấn luyện quân đội Ukraine ở tại châu Âu. Sau khi đó, để rằng là thời gian huấn luyện là 3 tháng hoặc có hơn, bắt đầu sẽ trở về để phục vụ ở tại chiến trường. Thì bây giờ ở tại Ukraine có thể nói là ở trong cái tình thế này, nam nữ lần lượt để ra chiến trường để bảo vệ lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là cái giải pháp ở tình hình hiện tại mà Ukraine cần phải làm hôm nay, không có đường lựa chọn. Cái sự lựa chọn nào cũng vậy, một đất nước chiến tranh bắt buộc đó là thế hệ trẻ, thanh niên phải nhập ngũ. Có câu người ta hay nói, cái chuyện gì khó thì có thanh niên, vì thanh niên là rừng cột của nước nhà để bảo vệ lãnh thổ đất nước. Chỉ có giải pháp này, không lẽ bây giờ bắt mấy ông già bảy mấy tám chục tuổi giống như UE cái là vô danh mà ra đi chiến đấu thì làm sao chiến đấu nổi, kính thưa bạn. Chỉ có nước là cái là ngồi đó để mà ôm cái là cây súng để mà chờ chết, không thể thao tác được. Vì vậy là bắt buộc tuổi trẻ ở Ukraine phải lên đường nhập ngũ, theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình ở Ukraine. Riêng về cuộc chiến ngày hôm nay, nói đến việc ở đảo Khima cũng như tất cả các mục tiêu khác mà lực lượng quân đội Ukraine đang đặt ở trong trọng tâm, nói ngay bây giờ vẫn là cây cầu đảo Khima. Và đảo Khima, Ukraine có thể là một cuộc tấn công bất chợt trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình ở Ukraine trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tại Nga, nói đến Putin. Ngày hôm nay Putin đã lên tiếng về vấn đề một cuộc tấn công vào lãnh thổ của đất nước Ukraine vào ngày hôm qua, và Putin cho rằng đây là một cú đáp trả mà quân đội của Ukraine đã tấn công vào ở trong lãnh thổ của đất nước Nga và nhiều mục tiêu. Chẳng hạn như lời của Tổng thống Zelensky, ông nêu ra về vấn đề là phá hủy cây cầu đảo Khima. Đây là mục tiêu của Ukraine, không phải mới đây mà là đã từ lâu. Nguyện vọng của Ukraine phải là đánh sập cây cầu đảo Khima này. Đây là đường huyết mạch của Nga. Putin tuyên bố một điều ấn lạnh, nếu như mà cây cầu đảo Khima bị sập thì Nga sẽ đáp trả một cách đáng sợ chưa từng có. Về chi tiết tình hình mà Putin đã lên tiếng, và trong khi đó Putin lại kêu gọi theo lời của thống giáo của đất nước Nga, là một trong những quốc gia thống giáo về công giáo cổ xưa, kính thưa bạn. Vì vậy là Putin đã cho biết nói lời kêu gọi thánh chiến của giáo chủ giáo hội thánh giáo của đất nước Nga, tất cả các binh sĩ của Nga là xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, nếu như có chết, Chúa sẽ rửa tội sạch sẽ, không còn cái tội xâm lăng nữa, mà là còn dính lại cái tội đi ăn cướp vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Ây cha, với lời Putin mà cái rằng ngay bây giờ ở tại đất nước Nga thì phải nói ở trong các nhà thờ là công giáo của nước Nga thì nơi đâu cũng có dán những bích chương là kêu gọi gia nhập quân đội Nga và được cái rằng là Chúa rửa tội sạch sẽ. Ây trời ơi, nói đến đất nước Nga bây giờ hầu như Nga đang khủng hoảng, vì đã đến cái mức độ này khi mà giáo chủ của Nga đã kêu gọi là một cuộc thánh chiến vào lãnh thổ của đất nước Ukraine, một cuộc xâm lăng trắng trợn này, tức là Nga đang điên cuồng và cả Putin hiện nay cũng là điên cuồng. Mục tiêu của Putin lúc nào cũng vậy, là muốn dục dị người dân của Nga hãy đồng lòng và ủng hộ Putin đối một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine được toàn diện như những gì các báo chí đã chia sẻ. Thì chúng ta thấy là Putin đang hốt hoảng. Bằng chứng cụ thể mà Putin đã kêu giáo chủ
của thánh giáo của đất nước Nga là tử dị đạo thì các bạn biết cỡ nào, tức là họ đang đã trở thành một trục ma quỷ, một phe cực đoan đáng sợ chưa từng có với lời phát biểu của Putin ở trước tình thế ngày hôm nay. Thì ông Merkel cũng đáp trả lời với lời của Tổng thống Zelensky về việc là sẵn sàng là đánh sập cái cầu đảo Crimea. Hành động của Zelensky theo lời ông Merkel đã cho rằng đây là một hành động khủng bố đã phá hoại hạ tầng cơ sở của Nga ở cây cầu đảo Crimea. Thì không biết hiện nay thằng nào khủng bố hơn thằng nào. Trong khi Nga tấn công bom đạn và tên lửa tấu tân của Nga hàng ngày vào lãnh thổ đất nước Ukraine, và không biết bao nhiêu người dân vô tội đã chết, cũng như một cuộc xâm lăng vô ý nghĩa mà Putin đã hết thời. Tức là Putin đã lỡ leo lưng cọp, không có đường lựa chọn, tụt xuống không xong. Nếu như tụt xuống thì Putin cũng có thể tiêu tùng trước tình thế này. Vì vậy là Putin cố gắng để chìm sâu ở trong tàu lỗi, càng dùng dãy tàu lỗi càng nhiều, và sự thiệt hại của Nga sẽ rất trầm trọng trong những ngày sắp tới, theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình đất nước Nga. Thì chúng ta hãy chờ xem những hành động của Nga trong những ngày sắp tới ra sao. Và từ đây đến cuối năm, Nga bắt đầu sẽ lấy thêm 400.000 quân, theo những gì các báo chí bình luận. Vì Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn sắp tới vào mùa hè năm nay, mà Ukraine cũng phải chuẩn bị để những đợt phòng thủ và đáp trả. Cả châu Âu cũng phải chuẩn bị những đợt để vũ khí hỗ trợ cho Ukraine một tương lai lâu dài. Hiện nay thì kính thưa bạn, nói về Nga thì Nga chuẩn bị rất nhiều vũ khí đủ loại, mà các báo chí cho rằng tình hình hiện tại đất nước Nga, nếu như trong mùa hè năm nay mà Putin không đạt được thành công, đất nước Nga sẽ hoàn toàn sụp đổ về nền kinh tế, vì hàng ngày đã bỏ tiền ra đây, hãy nói là lên tới là hàng triệu đô la. Ít nhất mỗi một ngày hãy dục vào tiền vũ khí trên dưới như vậy phải từ 20-30 triệu đô la. Nếu thời gian kéo dài, núi cũng phải lở. Nga lấy đâu để lo vấn đề này? Hiện tại ngay bây giờ nó nạn lục lội ở tại đất nước Nga, giữa hai quốc gia Jakarta và lẫn cả Nga bây giờ, thì Nga không có lo bất cứ người dân cái gì hết, và cũng như luôn cả lương thực hỗ trợ. Chỉ Mai Phước đẩy đến cái chỗ khô ráo để trú qua những cơn ngập lụt này hiện tại. Nhưng thời tiết ngập lụt vẫn tiếp tục và không ngừng lại, cũng như tuyết đã tan chảy từ ở Siberia và đổ xô về. Chúng ta nhìn thấy trên một con sông ở tại đất nước Nga, ở khu vực mà hiện đang ngập lụt ngày hôm nay, kính thưa bạn, dì dở hai con đập thì phải nói tiết ra là hàng khối khối, mặt nước ở trên tất cả đều là tiết băng đá và chảy một cách ra là siết chặt không thể diễn tả được. Vì vậy là người dân Nga sẽ cảnh tượng này sẽ còn kéo dài ít nhất là thời gian là 1 tháng đến 2 tháng, di dời đến 200-300 ngàn dân, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình thế đang cục diện căng thẳng của nó về thiên tai của Nga. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ mà các báo chí chia sẻ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Hiện nay nói đến là nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt nhất là Pháp với chiếc tàu Charles de Gaulle và hải quân của Pháp từ Tiêm Thị Đỉnh và hải quân đang chuẩn bị một cuộc tập trận sắp tới ở tại Biển Đen, mà cuộc tập trận mang tính cách là bảo vệ đồng minh nằm trong khối NATO. Và cuộc tập trận này theo Pháp đã cho biết, đặc biệt nhất là với tướng lãnh của Pháp, ông cho rằng cuộc tập trận này là rất quan trọng. Chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh sắp tới, một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga, chúng tôi không tránh được. Vì vậy thì đồng loạt 32 quốc gia mở cuộc tập trận ở hải quân, con số tàu không nêu ra, từ tàu chiến và lẫn cả tàu ngầm cũng
cũng như máy bay, thì hiện tại cuộc tập trận này đang bắt đầu chuẩn bị là một cuộc tập trận giả định để tấn công nhiều mặt và lẫn cả vũ khí hạt nhân. Thì bây giờ nói đến cuộc tập trận mà NATO đã tổ chức hôm nay gồm có Anh, Pháp, những quốc gia cường quốc ở có mặt, thì hãy nói đầy đủ trong đó có cả Hoa Kỳ, kính thưa bạn. Vì vậy cuộc chiến ngày hôm nay là đang ở trong cái sự căng thẳng khốc liệt chưa từng có. Thì ông Petko tức tốc lên tiếng tố cáo NATO là đang đe dọa đến đất nước Nga về cuộc tập trận này, với cuộc tập trận mang tính cách là vũ khí hạt nhân và đe dọa tấn công vào đất nước Nga. Hai bên hiện nay đang nghĩ rằng là khu mò không bỏ với nhau và đấu võ mồm. Nhưng Nga thì không dám nói đến việc đụng chạm đến châu Âu. Và tình hình hiện tại với các căn cứ quân sự mà Liên minh NATO đã đặt ra và xây dựng, chẳng hạn ở tại Romania, một trong căn cứ lên tới 10.000 quân, căn cứ không quân lớn nhất này, thì đã bắt đầu đang động thổ và xây dựng, bây giờ đã sang mặt bằng. Theo ước tính là có thể, nếu tính về sườn nhà cũng như những thiết kế về quân sự, thì có thể là từ đây cho đến cuối năm đã hoàn tất về căn cứ này. Còn những cơ sở hạ tầng sẽ thời gian chậm sao theo những gì châu Âu đã công bố. Thì tình hình hiện tại ở tại châu Âu, nói đến Slovakia, hôm nay đổi giọng so với những ngày trước. Ở trước kia tôi không ủng hộ Ukraine thế này thế kia. Sau khi gặp mặt Bộ Ngoại giao Ukraine, Ukraine trình bày về Slovakia cũng như tình hình hiện tại ở tại đất nước của Ukraine mà Nga đã tấn công dồn dập mấy ngày nay, thì thủ tướng của Slovakia ông nói gì? Ông nói hiện nay tôi luôn ủng hộ Ukraine và tôi mong muốn rằng một giải pháp hòa bình sắp tới. Một giải pháp hòa bình là bắt buộc Nga phải trao trả toàn lãnh thổ đất nước Ukraine, giống như là năm 1991 mà Liên Hợp Quốc đã công nhận. Đó là giải pháp hòa bình cho Ukraine. Và những việc mà chúng tôi đã có những lời lẽ trước kia, theo lời của Thủ tướng Slovakia, ông cho biết là chúng tôi, cái giải pháp mà chúng tôi hỗ trợ cho Ukraine về vũ khí, thì thật sự chúng tôi không có vũ khí để hỗ trợ. Như các ông đã biết là quốc gia của chúng tôi chỉ có chưa đầy 4 triệu dân và vũ khí rất là khan hiếm, và cũng như ở trong cái tình trạng khiêm tốn, vì vậy chúng tôi không thể hỗ trợ được. Thì người ta không kêu ông hỗ trợ vũ khí, yêu cầu ủng hộ về cuộc chiến ngày hôm nay, mà phải công nhận Ukraine vào gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như luôn cả cái gói hỗ trợ mà Tổng thư ký NATO ông đã đề ra. Thì Thủ tướng Slovakia ông cho biết tôi ủng hộ điều đó, vì điều đó là một cái giải pháp lập trường đúng đắn. Tôi không phải như Hungary, nói chuyện ở châu Âu nhiều lúc cũng vui ở trước tình thế này, cũng như trước tình hình mà Olympic ở tại Paris. Thì theo Bộ Nội vụ của Pháp cũng như luôn cả Bộ Quốc phòng đã công bố cho biết, trước tình hình này là kêu gọi tất cả các quốc gia Liên minh châu Âu phải hỗ trợ về mặt cảnh sát, mặt nổi, cũng như các quốc gia đã còn có mặt ở Paris ở trong thời điểm mà Olympic khai mạc. Thì tình hình hiện nay nữa là cái sự vụ Olympic này cũng là một quyết định quan trọng cho Pháp rất là nhiều trước tình hình căng thẳng này. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông là đang giật thở ở cái chảo lửa mà Iran có thể tấn công vào đất nước Do Thái từ 24 giờ cho đến 48 giờ đồng hồ xuyên suốt, theo những gì từ Hoa Kỳ đã cho biết. Thì hôm nay bất chợt tướng lãnh Hoa Kỳ đã có mặt ở tại Do Thái và mở ra cuộc họp với Bộ An ninh tình báo và lẫn cả Bộ trưởng Quốc phòng, trong đó có Thủ tướng Do Thái. Thì cuộc họp này tướng lãnh Hoa Kỳ nói gì? Trước tình hình hiện tại, chúng ta hãy cần chuẩn bị cho một kịch bản mà Iran sẽ tấn công chúng ta và tất cả các vị trí cũng như
với máy bay F-15, F-16 và F-35 của Do Thái bắt đầu sẽ nghênh chiến và có đáp trả. Và kế hoạch đáp trả như sau, thì hiện nay nói đến kế hoạch này không tiết lộ những chi tiết khác. Nhưng với lời nói của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đến ở những chiếc máy bay hiện đang đậu ở trong căn cứ không quân lớn nhất của Do Thái, từ F-15, F-16 và F-35. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng, nếu như Do Thái tấn công vào lãnh thổ, Iran tấn công vào lãnh thổ của đất nước Do Thái, thì chúng tôi sẽ san bằng tất cả những hạ tầng cơ sở của Iran ở trong lãnh thổ đất nước Iran. Tức là Do Thái đang chuẩn bị một kịch bản sẵn sàng nếu như Iran đáp trả. Thì theo một chuyên gia quân sự từ Hoa Kỳ nhận định cho rằng Iran hiện nay chỉ đánh võ mồm và không dám tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Nguyên nhân như sau, với Bộ Ngoại giao của Iran cho rằng trước tình hình này, chúng tôi không muốn làm căng thẳng, cũng như chúng tôi không muốn ở tại Trung Đông một cuộc chiến lao thang. Nhưng việc mà chúng tôi đáp trả thì chúng tôi không cần phải hối hả, không cần phải rấp rút, mà từ từ chúng tôi sẽ đáp trả. Với đáp trả của chúng tôi có chừng mực. Chưa gì hết, tức là Bộ Ngoại giao của Iran đã công bố điều này, thì chứng tỏ cho thấy là Iran có thể nhờ vào lực lượng của Houthi hay là Hezbollah, Hamas để tấn công vào những vùng biên giới hay ở trong lãnh thổ của đất nước Do Thái, là một cuộc tấn công nhẹ nhàng. Đó là cái gọi đáp trả nếu như Iran cho rằng Iran sẽ gom toàn lực về tên lửa của Iran chính loại có thể bao phủ cả lãnh thổ của đất nước Do Thái. Thì điều này chứng tỏ cho thấy là Iran không dám, chỉ đây là đánh giặc mồm. Theo chuyên gia nhìn nhận như vậy. Nhưng theo lời của Thủ tướng Do Thái thì ông cho rằng là Iran có thể đáp trả chúng tôi bằng mọi hình thức, đặc biệt nhất tình hình hiện tại mà chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến đấu. Và cuộc chiến này chúng tôi không bao giờ bại, mà chúng tôi phải làm được chuyện đó. Khẳng định của lời Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã tuyên bố. Và còn lại về cuộc chiến ở tại dãy Gaza, hiện tại ngày hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục và chúng tôi không ngừng lại nơi đây. Và chúng tôi phải đi thẳng đến ở tại trái tim Rafah, dù rằng số lực lượng quân đội của Do Thái hiện đang phải rút rời khỏi một số đơn vị và chưa lại một lữ đoàn như những gì chúng tôi đã báo cáo. Nhưng mục tiêu của chúng tôi trong những ngày sắp tới, chúng tôi vẫn làm điều đó. Qua những gì từ lời của Thủ tướng Do Thái, nếu như Hamas không thả hơn 100 con tin còn lại, thì mục tiêu của chúng tôi sẽ là mục tiêu tấn công trực tiếp thẳng đến ở Rafah. Theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã công bố. Thì cuộc chiến này, kính thưa bạn, là phải nói tất cả các quốc gia hãy nhìn nhận rằng là chính Hamas là một trong tóm tổ chức khủng bố muốn tiêu diệt người dân Palestine. Vì vậy, dẫn đến ngày hôm nay là hơn 33.000 người đã tử vong, là một trong con số khổng lồ. 700,000+ người đã bị thương, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, với những cuộc oanh kích của Do Thái mà Do Thái phải đập đầu gắn. Hạ tầng cơ sở của Hamas nằm ở sâu ở lòng đất của dãy Gaza bây giờ đã bị phá hủy hầu như hết 60%, và còn lại là số lực lượng của Hamas về đâu, và họ đang càng dần cạn kiệt vũ khí, trong khi các lực lượng quân đội của Do Thái đang bao vây vòng quanh ở ngoài, không còn thể chi viện về vũ khí, và Hamas cũng không thể có đủ khả năng để sản xuất về đạn dược hay vũ khí tiếp tục ở dưới đường hầm của Gaza. Theo những gì các báo chí chia sẻ tình hình hiện tại này, hiện nay thì kính thưa các bạn, nói đến về những nhóm lực lượng của Iran, thân Iran và đứng phía sau chủ mưu là Iran chỉ huy, chẳng hạn như Hezbollah, Houthi và Hamas,
Bên cạnh đó còn có lực lượng của CIA và lẫn cả lực lượng xin lỗi các bạn, lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở tại CIA đang trà trộn và cũng có thể tiến hành một cuộc tấn công vào cặp biên giới này. Vì vậy, lực lượng Do Thái rút một số binh lực từ ở miền nam Gaza và chuẩn bị đối đầu một cuộc chiến mới, đó là ở cặp biên giới. Và nếu như Liban bắt đầu một cuộc tấn công, dù danh nghĩ rằng xem như xong phim cho Liban trở thành một quốc gia bình địa giống như ở những thập niên trước kia. Vì vậy, Liban có dám chơi cái bức liều này hay không? Khó có thể nói được về tình hình ở tại Trung Đông diễn ra trong 24 giờ hiện nay. Mà khi Hoa Kỳ đã cảnh báo là Iran sẽ tấn công vào tuần tới này, và tuần tới này Iran có dám hành động hay không? Nếu như hành động, đó là một chuyện mà tình báo Hoa Kỳ đã đoán chính xác. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình Trung Đông trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại khu vực châu Á của chúng ta. Nói đến khu vực châu Á, hiện nay như các bạn đã thấy là Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu đang mở cuộc tập trận để răn đe tạo cộng và luôn cả Bắc Triều Tiên. Khi Bắc Triều Tiên đã lên tiếng với lời của sắc máu của Kim Jong Un là phát động một cuộc chiến tranh mới mà không thể chờ đợi vì thời điểm đã chín mùi, thì bây giờ Hoa Kỳ tức tốc mở cuộc tập trận với ba quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thời gian là 2 ngày, một cuộc tập trận chớp nhoáng, một cuộc tập trận mang tính cách là răn đe Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Và kịch bản mà cuộc tập trận này, Hoa Kỳ cho biết rằng đây là một cuộc tập trận giả định, kẻ thù tấn công vũ khí hạt nhân với những chiếc tàu ngầm những vũ khí tối tân mà Hoa Kỳ hiện đang trưng bày ngày hôm nay. Thì Hoa Kỳ hôm nay bắt đầu cũng khoe mẽ nó một trong loại hỏa tiễn tối tân dược âm của Hoa Kỳ, gắn đủ loại ở trên máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ, từ F-15, F-16, F-18, F-35, F-22. Tất cả những loại vũ khí dược âm này đạt ở mức thành công và tầm bắn lên tới 400 cây số với những chiếc máy bay gắn hỏa tiễn này. Mỗi chiếc mang được 4 quả và vũ khí tối tân có thể nói là đạt thành công khi Hoa Kỳ đã công bố. Thì bây giờ các ổng đã thí nghiệm, kính thưa bạn, nhưng mà nói là Hoa Kỳ một khi mà thí nghiệm rồi đó, thì các ổng không biết chắc ở trong kho của các ổng là bao nhiêu cái trái hỏa tiễn này. Vì mỗi một trái hỏa tiễn theo hãng Martin sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ cho biết mỗi một trái hỏa tiễn trị giá lên tới 300 triệu đô la. Trời ơi, trái nào lấy tiền không? Để 300 triệu cho vô danh đi, để dành dưỡng già còn tốt hơn. Quất quá một phát như cái đùng mất tiêu luôn, bay mất 300 triệu uổng vô cùng. Vì vậy, nói đến việc Hoa Kỳ về sản xuất vũ khí tối tân mà cả châu Âu và lẫn cả Ukraine hôm nay đang chờ đợi gói vũ khí đó, vì vũ khí Hoa Kỳ mới có đủ sức. Hoa Kỳ nền kinh tế cao, sản xuất vũ khí chính xác là tiền bạc nhiều thì đạt được thành công cao hơn. Vì vậy phải nói là vũ khí Hoa Kỳ vẫn là đỉnh điểm đầu tiên, nói như gì mà các báo chí chia sẻ. Thì tình hình ở tại khu vực châu Á hiện nay lại cộng thêm là giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản cùng là với Tổng thống của Philippines, ba bên đã ký kết hiệp ước quân sự về vũ khí cũng như nhiều mặt khác. Với lời phát biểu của Tổng thống Biden, ông cho biết nói hiện nay chúng tôi đã ký kết đồng minh, và với ba quốc gia này giữa Philippines cũng như luôn cả Nhật Bản nâng cấp quan hệ đi đến là tuyệt đỉnh, và tất cả các quốc gia hiện tại mà Tổng thống Biden ông lên tiếng, quốc gia nào tấn công vào Nhật Bản và Philippines, Hoa Kỳ sẽ chơi khô máu. Kính thưa bạn, Tổng thống Biden ông nói ông sẽ chơi khô máu luôn, đừng có hù dọa trước tình thế này. Mỗi khi về họp thượng đỉnh giữa phe tự do cũng như những quốc gia tư bản
thuộc đồng minh của Hoa Kỳ, thì Nga và Tàu Cộng cũng tức tốc thượng đỉnh là để đáp trả và sự ngăn chặn về tình hình hiện tại. Mà các bạn thấy cứ một lần như vậy đều có chuyện xảy ra. Chưa gì hết, chuẩn bị vào tháng 5 tới đây thì Putin sẽ gặp Tập Cận Bình, Hoa Kỳ sẽ gặp Hiệp hội Châu Âu vào thời điểm tháng 5. Thượng đỉnh của Liên minh NATO là bắt đầu vào thời điểm này. Nhiều tình tiết mà các báo chí bình luận cho rằng là hiện nay với tự do và độc tài đang kình với nhau quyết tử và trở thành một cuộc chiến có thể khốc liệt trong những ngày sắp tới. Trước tình thế này, Hoa Kỳ hiện nay đang giăng bẫy Tàu Cộng và nhiều tin tức đặc biệt về Tàu Cộng cũng như chuyến đi của bà chủ tịch Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đang giăng bẫy Tàu Cộng nhiều hình thức và cảnh cáo Trung Quốc rất nhiều về vấn đề kinh tế. Nếu như Tàu Cộng cung cấp viện trợ vũ khí cho Nga, tức là đang trực tiếp đối đầu với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ có những lệnh trừng phạt nghiêm khắc và nhiều hơn nữa. Thì bây giờ Tàu Cộng bắt đầu lại là lệnh trừng phạt với các công ty chế tạo vũ khí của Hoa Kỳ, nhiều công ty nổi tiếng của Hoa Kỳ tại trời đè cấm vận. Ai không cấm vận? Cấm vận với những ông chủ ở rằng là mang nhiều chất nổ này đâu có lợi hại gì, đâu có nhằm vào mấy ổng, và cũng như không có đụng được cái một cái da thịt của ổng. Vì sao? Vì các ổng đâu có liên hệ làm ăn với Tàu Cộng, kính thưa bạn. Vì vậy nó diệt Tàu Cộng, đang cấm vận những công ty hãng xưởng này là vô dụng, không có hiệu quả gì hết trơn. Ở Trung Quốc nên rút kinh nghiệm lại đi, hãy chọn cái giải pháp nào cho nó được tốt lành hơn, cái giải pháp nào có chắc chắn hơn. Vì vậy nếu nói chuyện mà lệnh trừng phạt với những công ty sản xuất vũ khí, tập đoàn này thì vô dụng, không có hiệu quả. Tập Cận Bình nên suy nghĩ lại trước tình hình hiện tại này ở tại đất nước Trung Quốc. Và kinh tế của Tàu Cộng hiện đang chơi dơ, tức là đang rơi vào ở trong tình trạng là rất là bất ổn. Tàu Cộng hiện tại hôm nay thì nhờ giả vào Nga, tức là nguồn lợi từ dầu hỏa. Tàu Cộng bắt đầu sẽ lọc dầu hỏa để bán cho nhiều quốc gia từ khu vực châu Á và các quốc gia khác. Kính thưa bạn, Tàu Cộng hôm nay cũng hỗ trợ cùng với Nga là một trong những nhân vật đặc biệt thuộc nằm ở Trung Phi, thuộc đất nước Niger. Thì Nga đã tức tốc cho máy bay quân sự vận tải L-76 mà rất thường xuyên đó, kính thưa bạn, chở vũ khí, hệ thống phòng không đến ở Niger. Và Tàu Cộng cũng bắt đầu chở vũ khí phòng không đến ở Niger và đặt ở quốc gia này, vì quốc gia này là nó đang nội chiến, một cuộc chiến khi đảo chánh chính phủ thời gian vừa qua và cho đến nay. Bây giờ nó đang lùng bùng lộn xộn, Nga là nhảy vào cuộc để bảo vệ cho quốc gia này. Thì quốc gia châu Phi này, kính thưa bạn, phải nói là sứ ăn đá chọn gạo muối, không đạt được cái mục tiêu nào thì Nga cũng phải để ra vẻ binh vực đồng minh, vì đồng minh của Nga bây giờ quay xe chạy hết trơn, luôn cả như vậy là nằm trong khối an ninh tập thể của Nga. Thì đã có 6 quốc gia hay 4 quốc gia đã chạy tuốt, còn lại Nga là dưới Belarus. Vì vậy là Putin phải ra sức để củng cố thế vị về quyền lực của mình ở Bắc Phi ở trước tình thế này. Đó là tin tức về Tàu Cộng cũng như Nga đang lên kế hoạch trong sắp tới. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Miến Điện. Nói đến tin tức Miến Điện thì các bạn biết là từ Liên Hiệp Quốc và lần cả các báo chí có thể nói là ngủ quên, bỏ đi đất nước Miến Điện. Thì hôm nay một trong tin tức vừa đăng tin mà theo lực lượng Liên minh Dân tộc của Miến Điện đã công bố cho biết là lực lượng Liên minh Dân tộc đã chiếm hoàn toàn ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện. Thì tất cả các vùng biên giới hiện nay là lực lượng Liên minh Dân tộc đã chiếm hoàn toàn, từ Tàu Cộng lần đến Ấn Độ, Bangladesh và bây giờ còn lại đó là ở tại Thái Lan. Cắt đứt tất cả các tuyến đường huyết mạch về kinh tế của quân phiệt Miến Điện. Chính phủ Thái Lan đã công bố cho biết tình hình hiện nay ở biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện
bắt buộc chúng tôi phải bảo vệ và chúng tôi ngăn chặn không cho một cuộc chiến lan rộng cả ở khu vực biên giới của Thái Lan. Và hiện nay cho biết trên dưới gần 300 quân Việt đã xin ở nhà đã đầu hàng và chạy sang ở bên lãnh thổ của Thái Lan để xin tị nạn. Thì theo lực lượng Liên minh Dân tộc cho biết nó hiện tại là trong các doanh trại ở cặp biên giới này trên dưới khoảng 5.000 quân mà chúng tôi đã chiến đấu và giành lại lãnh thổ đất nước của chúng tôi suốt thời gian 2 tuần lễ qua, thì một số đã đầu hàng trên dưới khoảng 500 quân, còn lại gần 3.000 quân đã tháo chạy và khoảng 200 đến 300 quân đang chạy sang Thái Lan. Đó là chi tiết về Liên minh Dân tộc đã cho biết, nói tại sao lực lượng quân Việt hùng mạnh, vũ khí đầy đủ, khí tài quân sự đầy đủ không thiếu hết, nhưng vẫn thua trận và không thể chiến đấu được vì lực lượng Liên minh Dân tộc đã có mục tiêu chính thắng. Họ là một quốc gia vì dân tộc, vì quân Việt đã cướp chính quyền của đất nước Miến Điện, lật đổ chính quyền, đảo chánh chính phủ và họ không bao giờ bầu cử trở lại. Mà với tướng lãnh quân Việt cầm đầu hiện nay đó là thống soái, vì vậy là người dân Miến Điện đang bước vào một cuộc nội chiến từ năm 2021 cho đến nay, một cuộc chiến kéo dài mà người dân của Miến Điện phải nói vô số người đã tử vong do bàn tay của quân Việt đã bắn chết với những cuộc xuống đường biểu tình thời gian vừa qua. Hơn bây giờ các cuộc nổi dậy ngày hôm nay, họ đã dùng cái từ là giải phóng đất nước, đuổi quân Việt ra khỏi lãnh thổ đất nước Miến Điện thì đúng hơn, kính thưa bạn. Thì với quân số tổng hợp hiện tại thì phải nói là không ai biết được bao nhiêu, nhưng với lực lượng này tấn công như dụ bão, đặc biệt nhất là dạng máy bay không người lái. Mà Dâu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, những video vừa qua, máy bay không người lái của Miến Điện phải nói là thô sơ, không giống ai hết, tất cả đều là bằng gỗ, chỉ có cái bộ máy ở trên và mang vũ khí, như là những cuộc tập kích tấn công này một cách đáng sợ chưa từng có. Họ chế ở mức độ nào không biết, với những chế máy không la hay những cái máy xe tay ga, những cái loại xe mà của tàu cộng, xe gắn máy, họ gỡ tất cả những cái máy này và gắn ở trên cái thiết bị của chiếc máy bay không người lái. Họ chỉ cần những bộ phận điều khiển và mang được nặng vũ khí, thậm chí họ mang được như vậy đến 4 trái đạn 152 ly, ây cha, mỗi trái mười mấy ký, kính thưa bạn, và 4 trái mấy chục ký. Dù rằng nặng nề nhưng mục tiêu của họ là bay sát, sau khi đến gần mục tiêu bắt đầu đồng loạt cất cánh và quăng bom, quăng đạn pháo, phải nói te tua, quân Việt đỡ không được và cuối cùng bỏ chạy, chiếm lấy được những đường huyết mạch về kinh tế từ đường xe lửa và luôn cả những thị trấn kinh tế dồi dào ở tại biên giới Thái Lan. Quân Việt thua bại trận, chạy một cách mất giò mất dép chưa từng có. Nói về tình hình ở tại Miến Điện hôm nay thì chúng ta cũng quay trở lại nói đến về tin tức của Đài Loan, đặc biệt nhất là chuyến đi của Mã Anh Cũ từng vừa qua, hôm nay đã gặp Tập Cận Bình, hai bên đang nối lại muốn làm xoa dịu về tình hình sự căng thẳng giữa eo biển Đài Loan. Hôm nay Tập Cận Bình nói gì về vấn đề với lời thách thức với ông Mã Anh Cũ? Tập Cận Bình cho rằng tình hình hiện tại nói đến người dân giữa hai eo biển Đài Loan và không phân biệt chủng tộc, kính thưa bạn. Tập Cận Bình chơi cái câu này nó hơi bị thốn một chút. Tập Cận Bình nói là không phân biệt chủng tộc, tức là người nào cũng là người Trung Quốc. Ý nghĩa của Tập Cận Bình điều đó. Vì vậy là cái chuyến đi của ông Mã Anh Cũ, anh ta nói là hèn hay giặc thì cũng có đường chết thôi. Với giặc thì không có sự hèn hay nhát, mà phải lập luận và biểu quyết cho nó đúng, nói chuyện cho nó chính xác. Còn nếu úp úp mở mở bị người khác đè đầu, vì cái câu nói của Tập Cận Bình là không phân biệt người Đài Loan và người Trung Quốc, mà Tập Cận Bình gồm là một, là không phân biệt, nhận định rằng đó là người Trung Quốc.
và những người đi qua lại đánh bắt cá ở eo biển Đài Loan phải đối xử với nhau tử tế. Tập Cận Bình chơi cái nước nước nhẹ nhưng mà trở thành cái nước nặng, cái nước nó bị ung thư, cái nước bị xì xúi, làm cho chuyến đi của Mã Anh Cũ mang cái nhục. Người dân Đài Loan nói gì về Mã Anh Cũ, nói anh trả tự động trả đi, đưa đầu cho Tập Cận Bình để phun nước miếng bọt, để bôi nhọ cũng như mất danh dự của người dân Đài Loan với Mã Anh Cũ. Không ai cử ông đi, do đảng của ông tự quyết định sang gặp Tập Cận Bình. Cái điều đó là cái nhục nhã cho người dân Đài Loan. Theo người dân Đài Loan đã công bố về tin tức này ở tình hình hiện tại ở tại đảo quốc Đài Loan. Riêng về Philippines thì vẫn ở trong cái tình trạng, nói đến bãi cạn Caporo và nhiều khu vực khác, vẫn ở trong cái tình trạng là căng thẳng ở mức tột đỉnh. Hai bên tiếp tục đụng độ với nhau và tình tiết ở bãi cạn Caporo giữa Philippines và Tàu Cộng đang di dẫn và chưa có hồi kết thúc. Đó là tình hình ở tại Phi cũng như khu vực Biển Đông của chúng ta. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Việt Nam. Thì trước tiên nói đến tin tức về Việt Nam. Ở Việt Nam thì tin tức rất là nhiều, mà những tin tức thì nó không có đặc biệt gì mấy. Nhưng Dư Danh muốn trả lời với một người bạn có cái nickname là Nguyễn Nguyễn. Cũng như trước kia Dư Danh đã chia sẻ cùng với tất cả các bạn, thì ông bà già đang than gan nói bây giờ đau bệnh hoài, nhức mỏi đủ thứ, chuột rút lên chân. Thì Dư Danh cũng có thể chia sẻ với ông bà già một câu là tuổi đã già, ai cũng vậy, cả Dư Danh cũng vậy, bảy mấy tuổi rồi thì cũng chịu ảnh hưởng. Tốt nhất nên tập thể dục và giảm bớt uống cà phê, một ngày một cử thôi. Thứ hai là nếu như chuột rút, ông bạn già cũng có thể là mua chuối sim ướp ướp, ghé vàng là ương ương dở dở đó, vừa không phải là chín mà nó là có vị ngọt, luộc ăn. Mỗi ngày ông bạn già ăn khoảng 2 trái, thời gian trong một tháng sẽ có kết quả và có hiệu lực hơn cho sức khỏe của ông bạn già. Ok, đó là chia sẻ với ông bạn già. Nói già rồi đau bệnh, mỗi khi đi khám bác sĩ thì nó lòi ra đủ thứ bệnh hết trơn, từ Thái Bình Dương ra đến Đại Tây Dương, rồi nó quất luôn ra đến Địa Trung Hải luôn, chỗ nào cũng có đau bệnh hết. Đó là chúng ta không tránh được cái chuyện đó. Đó là số phận của con người, ăn cơm ăn cá phải đau bệnh ông bạn già ơi. Ok, thì Vũ Danh muốn chia sẻ về tình hình ở tại Việt Nam. Nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, ngay bây giờ dưới Bộ Tư lệnh Bảo vệ, kính thưa bạn, Bộ Tư lệnh Bảo vệ đang lo sợ rằng là cái kỷ niệm 75 năm thành lập, 75 năm chiếm lấy được Điện Biên Phủ sẽ có nhiều tình trạng xảy ra, chẳng hạn như là ám sát lãnh tụ, kính thưa bạn, ám sát nguyên thủ quốc gia qua lời phát biểu của dưới Bộ Tham mưu cho rằng tình hình hiện tại ở tại đất nước Việt Nam ngày hôm nay trong bố cục thế giới đang hỗn loạn và kẻ thù của chúng ta, đặc biệt nhất là thế lực thù địch, có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới. Vì vậy phải là lập đội bảo vệ, đội bảo vệ giả định và tập trận, kính thưa bạn, tập trận khi mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bị ám sát, thì những người bảo vệ này phải làm gì? Đưa mình đến để đỡ đạn và sau khi đó che những cái dù đen ở sau lưng, không biết đối thủ là ai, chỉ còn lại là những kẻ mà bảo vệ nơi đây cứ thẳng vào mấy thằng bảo vệ. Sau khi đó thì lãnh đạo là sẽ được giải cứu và bên ngoài lực lượng cảnh sát, công an cũng như quân đội sẽ bao vây gáo bắt kẻ thù dân dân. Trời trời, Việt Nam phải nói chơi những trò giật mắt xong xuôi. Ở Việt Nam không biết thế lực thù địch nào nhiều nhất vậy? Có phải là Nguyễn Xuân Phúc và luôn cả Võ Văn Thưởng, hay là những nhân vật khác khi bàn tay của mình đã thanh toán nội bộ với nhau và đi đến là sự sát hại và giết chóc lẫn nhau, tức là cùng giết lẫn nhau và dẫn đến đó là một cuộc trả thù. Điều đó
có thể. Còn nếu với dân lành Việt Nam thì chưa đủ sức đâu, dân lành Việt Nam dở hiền lắm, trời trời. Để nói tới công an cộng sản thì hãy nói là xanh mặt mày rồi. Giờ nếu không chuyện này cũng có chuyện khác, mời lên đồn công an rồi cũng bị cắt cổ hay là đập đầu, rồi sau cùng đưa đến bệnh viện là tử vong do treo cổ, dân dân. Nói về Việt Nam, mà đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang hốt hoảng ngày hôm nay, giả định một cuộc tập trận này, một cuộc tập trận để bảo vệ lãnh đạo. Nhiều tình tiết mà đảng Cộng sản Việt Nam đang nêu lên hôm nay và trưng bày qua những hình ảnh, những cuộc tập trận bảo vệ lãnh đạo, sợ thế lực thù địch nó thúi vào mùm, sau khi đó là thở không được, chết. Kính thưa các bạn, nói về đảng Cộng sản Việt Nam mà các báo chí chia sẻ hôm nay, một trong tin tức thứ hai nói về với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đang yêu cầu Campuchia là phải chia sẻ về vấn đề là con kinh đào Phù Nam. Thì trước kia Phạm Minh Chính đã có mặt gặp gỡ là với Hun Manet, là thủ tướng của Campuchia ở tại đất nước Trung Quốc, và kế hoạch Tàu Cộng đã dạch ra là đào con kinh đào từ đất nước Campuchia dẫn đến đó là sông Mekong, mà kế hoạch Tàu Cộng đã đưa ra vào thời điểm đó. Phạm Minh Chính nói gì? Phạm Minh Chính cho rằng vấn đề các con kinh đào Phù Nam này là không có dính líu gì giữa Việt Nam. Ôi cha, Campuchia làm gì tôi rất hoan nghênh, tôi tinh thần, tôi ủng hộ 100%. Bây giờ thì sao? Thời cuộc đã thay đổi, tức là vào cái thời điểm hiện nay là biến đổi khí hậu làm cho đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta bị cạn kiệt, chính con rồng cũng mắc cạn. Kính thưa bạn, chính con rồng đang mắc cạn thì đảng Cộng sản Việt Nam hốt hoảng khi mà con kinh đào Phù Nam đã đào và tiến hành vào cuối năm nay, rồi bắt đầu sẽ động thổ để đào con kinh đào này, thì chính con rồng Việt Nam sẽ mắc cạn và đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta sẽ chết chắc. Vì vậy đảng Cộng sản Việt Nam đang hốt hoảng yêu cầu phải chia sẻ thông tin để Việt Nam có cách chuẩn bị. Thì ngay bây giờ hiện tại nói đến ở tại Dầm Nao, tỉnh An Giang thuộc quận Chợ Mới, đột nhiên nổi lên một cồn cát, thì người dân lại là hô vui mừng hết. Bây giờ cồn cát đã nổi lên thì sáng múc lấy cát có thể xây nhà cửa và có lợi cho chính quyền địa phương nhiều mặt. Thì nhiều người cũng bàn tán xôn xao về nổi đến là cồn cát đã nổi, cho rằng đây là vật linh thiêng và nhiều chuyện khác hiện đời Việt Nam. Cái vấn đề này đó là do sự tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài đặt ra để đánh tan một cái dư luận về vấn đề cồn cát nổi lên khi mà đồng bằng sông Cửu Long, con sông Cửu Long của chúng ta từ Cần Thơ về cho đến An Giang bắt đầu đang cạn kiệt nguồn nước, là báo hiệu cho nạn đói sắp tới khi đồng bằng sông Cửu Long không còn nước nữa. Hiện nay ở tại Sài Gòn thì mức độ nóng lên tới là 40, 42, 43 độ C vân vân. Nắng thì nóng phải nói té lửa, kính thưa bạn, đang hạn hán, Sài Gòn vẫn ngập dưới lường. Tại sao Sài Gòn vẫn ngập? Thủy triều nổi lên và hầu như thuộc 6 tỉnh miền Tây của chúng ta đang chìm ở trong biển nước sắp tới. Vì vậy đảng Cộng sản Việt Nam nói không biết bao nhiêu ngàn tiến sĩ, kỹ sư nhưng thuộc về thùng rác, không giải quyết được vấn đề. Chỉ đảng trí tuệ thông minh cao nhất nhưng chỉ có rằng hạn hán không làm được, hay làm gì mà để cứu đất nước dân tộc, chỉ có chết. Kính thưa bạn, trước tình thế này, hiện nay trên tất cả các quốc gia, nói những hòn đảo mà du dân đi tham quan vừa qua, chẳng hạn như ở tại Mata và nhiều hòn đảo khác ở châu Âu, chung quanh không có nơi nào là có giếng nước ngọt, không có gì hết, nhưng người ta vẫn sản xuất nước ngọt được. Kính thưa bạn, lọc nước, và cái giá lọc nước không phải là mắc, có thể nói là rất ở trung bình, đạt được thành công và vận chuyển nước. Tất cả mọi thứ đều dùng sử dụng nước biển. Việt Nam cao quá, học giỏi quá, chỗ nào cũng có Việt Nam hết, kinh tế phát triển cao, nhưng tại sao không làm được chuyện này? Chưa tính đến nói vấn đề diệt tính thông thường, đào giếng nóng đóng vân vân nhiều mặt, nhưng Việt Nam vẫn không làm điều đó. Lý do sao?
Ở làm này làm sao có tiền ăn được, thuộc là lạc long dịch, thành ra hối lộ được. Muốn hối lộ phải mở những công trình xây dựng lớn, chẳng hạn đường sắt và tuyến đường Nam Bắc hiện nay đang bị đắp mô, gặp nhiều khó khăn theo những gì các báo chí chia sẻ về Việt Nam. Vì vậy nói việc mà tương lai sắp tới người dân của chúng ta có thể nạn đói sắp tới. Một, hiện tại về hạn hán, lúa không lên, có thể bị nắng cháy chết sạch tất cả. Sau khi có cơn mưa thì chuyện gì sắp đến? Bão lụt, kính các bạn, coi xem như là cái chuyện chết đói trước mắt của chúng ta. Bây giờ giữa lúa miền Tây không còn nữa, đồng bằng sông Cửu Long không còn yên ổn, thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết nói về nghĩa là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang thăm dò và yêu cầu Campuchia ấy là chia sẻ về thông tin kinh đào Phù Nam. Kính thưa bạn, riêng về ở tại Sài Gòn, quận 3 kết hợp quân ta bắt quân mình, nói đến việc quân ta bắt quân mình về công an giao thông, và họ đã tụ tập với nhau trở thành một nhóm vào trong khách sạn ở Sài Gòn, bay lên mây phi xì ke, chơi cho đã xong xuôi, bị là công an ở quận Bình Thạnh bao vây bắt. Thì cái sự vụ này đã xảy ra trước kia, hôm nay đã gần hơn 2 tuần, nhưng báo đảng mặc vô âm tín. Thì bây giờ báo đảng đã xin phép lại với Tô Lâm, là đàn em của Tô Lâm đã dính phải tình trạng tội này, làm ơn làm phước cho tôi đăng tin lên. Nếu không đăng tin thì người dân cho rằng là báo đảng đang bao che là với công an. Như vậy cuối cùng thì Tô Lâm chấp nhận cho báo đảng đăng tin, nói đến là công an đã húc kích và quân ta bắt quân mình mười mấy người. Nói đến chuyện công an thì như Tô Lâm thôi, miệng thì ăn bò giác vàng, là nhưng nghĩa là nó là tu trung thành là với tổ quốc, trung thành với đảng, nhưng mà không có trung thành với nhân dân. Điều này các bạn nhìn thấy rõ với cái chế độ cộng sản ngày hôm nay, cũng như luôn cả cái cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nhờ vào Tô Lâm một tay sắt máu che trời để bảo vệ đảng. Vì vậy nói đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong đảng ăn hại và phá hoại đất nước của chúng ta, chứ đảng này chẳng có làm được cái gì hết. Bây giờ trong những ngày sắp tới các bạn sẽ nhìn thấy nói đến tượng đài dân khắp nơi. Hiện nay kế hoạch toàn đất nước lên tới là 86 tượng đài. Đầu tiên nhất đó là ở Hà Nội, là tượng đài Phạm Văn Đồng. Kính thưa các bạn, thì cha phải nói là cái đất nước mà tượng đài xanh nhiều chừng nào, dân càng khổ nhiều chừng nấy. Trước cái tình cảnh mà thế giới đang hỗn loạn ngày hôm nay, cũng như vượt đổi sao dời, khó có thể diễn tả được diễn đề tình hình đất nước Việt Nam. Đó là bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Cuối tuần hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.